Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức. Thì cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn về cái phần là YouTube Shorts, tức là video ngắn. Thì các bạn cũng biết là thời gian gần đây á, à, cộng đồng người ta bàn thảo rất là nhiều về cái phần này. Thì cái YouTube ngắn á thì các bạn hiểu á là nó được tạo ra để nó cạnh tranh với TikTok tức là tạo ra những cái video ngắn và sẽ đưa lên kệ sót ha thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xuất bản cái video cho nó đúng chuẩn và khi mà chúng ta up lên youtube như thế nào cho nó đúng thì ở đây mình có làm thử một cái video demo thì các bạn thấy cái video mà mình post gần nhất á là hướng dẫn đọc tin nhắn messenger á, của facebook mà không để người khác biết là chúng ta đã xem á thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần số liệu phân tích nè thì các bạn sẽ thấy cái nguồn lưu lượng đó thì các bạn sẽ thấy có một cái phần gọi là ngắn nè short ha thì các bạn thấy cái lưu lượng nó rất là cao 41,8% tại ra cái chủ đề của mình làm về công nghệ thông tin á thì cái này nó cũng không hiệu quả lắm ha à, tuy nhiên nếu mà các bạn làm về vlog ha các bạn làm những cái video hài hước chẳng hạn thì cái video ngắn này rất là hiệu quả thế thì làm như thế nào? À, chúng ta có thể dùng những cái điện thoại chúng ta quay hoặc là các bạn có thể dùng một cái phần mềm biên tập video à ví dụ như chúng ta có thể dùng cái phần mềm là Camtasia nè hoặc là các bạn có thể dùng Filmora thì chúng ta sẽ biên tập theo đúng cái chuẩn của YouTube Shorts. thế thì ở đây mình có một cái video mình quay bằng cái điện thoại ha à mình đang quay bằng cái điện thoại iPhone của mình đấy thì kích cỡ của cái màn hình iphone á thì nó sẽ đúng với cái trường hợp mà chúng ta dùng youtube short. À, tuy nhiên ở đây một cái vấn đề các bạn lưu ý á là cái phần này á, cái độ dài của video á nó chỉ nằm trong khoảng từ 15 giây cho đến 60 giây thôi. Các bạn lưu ý nha. Và khi mà chúng ta đặt tiêu đề á thì các bạn phải thêm cái thẻ này trong cái tiêu đề hoặc là các bạn có thể để trong mô tả video cũng được để cho youtube nó nhận dạng được đây là cái youtube ngắn ở à, đây là một cái quy định à, dành cho youtube short ha à, nhớ là cái chiều dài á chỉ nằm trong khoảng từ 15 giây cho tới 60 giây thôi chúng ta không làm dài hơn ha cũng không ngắn hơn 15 giây à, tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại cái phần camtasia Giả sử như khi mà các bạn quay cái video trên cái điện thoại á Rồi bây giờ chúng ta đưa vào trong cái phần mềm Camtasia chúng ta làm Thì chúng ta sẽ thiết lập cái dự án như thế nào cho nó đúng Thì các bạn sẽ thấy mình làm như thế này Các bạn kích vào cái mũi tên chỗ này nha Chúng ta sẽ chọn là Project Setting Tức là thiết lập cái dự án này à, Các bạn lưu ý là mặc định á Ví dụ như mình để chế độ là HD Thì nó đang để chế độ là 16.9 nè thì kích thước nó sẽ là 1920 nhân cho 1080. Tuy nhiên YouTube Shot thì nó theo cái chuẩn của điện thoại thì nó lại quay ngược trở lại là 9:16. Cho nên chúng ta sẽ quy định cái chiều rộng á là 1080, còn cái chiều cao á là 1920. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần custom cho này. Các bạn sẽ hoán đổi hai thằng này ha. À, ví dụ như mình sẽ đem cái này xuống đây và mình gõ trên đây là 1080 chúng ta sẽ để cái màu nền mặc định là màu đen phim ảnh thì chúng ta để 30 phim trong một giây sau đó các bạn kích vào cái nút apply thì các bạn thấy cái khung hình chúng ta đó nó đang theo tỷ lệ như thế này à, giống như cái điện thoại ha tức là 9 16 chiều ngang là 9 chiều cao là 16 bây giờ mình sẽ vào cái mục media mình chọn cái phần là import media mình sẽ đưa cái video mà mình đã quay sẵn các bạn lưu ý là chúng ta có thể lấy video lớn sau đó chúng ta đưa vào trong vừa cái khung này cũng được các bạn chọn open sau đó mình sẽ đưa xuống cái phần timeline các bạn lít phải vào ha các bạn chọn add to timeline thì nó sẽ đưa xuống đây giả sử như trong cái video này mình có thể biên tập mình cắt bỏ gì đó mình chỉnh như đây nha à, Các bạn nhớ là cái chiều dài đó Thì nó chỉ được Tối đa là 60 giây thôi Ví dụ như mình chọn tới chỗ này Là 50 giây đi Sau đó mình sẽ cắt luôn cái phần sau Mình bỏ nó đi ít phải ha, chọn delete Thì chúng ta sẽ được cái video như thế này Thì các bạn có thể xuất bản Cái video sau cho đúng chuẩn là YouTube Shorts Chúng ta vào share chúng ta chọn Local File. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái mục là Custom Production Setting. Các bạn sẽ kích vào nút Next. Các bạn sẽ chọn cái thằng mặc định là MP4 Smart Layer. Sau đó các bạn kích vào nút Next. Và ngay chỗ này cái phần controller á, các bạn sẽ bỏ đi nha. Chúng ta không cần tạo ra một cái trang web để có thể xem video chúng ta chỉ muốn tạo ra video với kích thước là 1080 nhân cho 1920 thôi. Sau đó các bạn kích vào nút Next. Tiếp theo thì các bạn lại kích vào nút Next. Chúng ta sẽ chọn cái vị trí mà chúng ta lưu. Ví dụ như mình xuất bản ra ngoài màn desktop. Mình sẽ ghi là video ngắn đi ha. Sau đó các bạn kích vào nút Sell. Chúng ta sẽ chọn hoàn thành chỗ này thì lúc này nó sẽ render cái video theo đúng chuẩn đó thì sau khi render xong thì các bạn có thể up lên youtube mình sẽ làm thử luôn cho các bạn xem để chúng ta thấy là cái phần youtube short nó sẽ như thế nào video này rất là ngắn ha cho nên render sẽ rất là nhanh mình đã có được một cái video ngắn nè bây giờ thì mình sẽ lấy một cái kênh demo của mình là kênh kiến thức V2 Mình sẽ up luôn cho các bạn xem Mình vào trong cái phần quản lý nha Bây giờ chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng tải video lên Chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng này Bây giờ mình sẽ chọn laptop nè À youtube ngắn đúng không? Là cái này các bạn chọn video, chúng ta post lên. thì các bạn có thể đặt tiêu đề cho nó à, như lúc nãy mình nói thì chúng ta sẽ bỏ cái từ khóa này vào trong cái tiêu đề mình ghi tiếng việt luôn ha cái phần mô tả thì các bạn cũng có thể ghi cái gì đó và các bạn để luôn cái chữ này Thật ra chúng ta để ở trên tiêu đề rồi á, thì không cần để ở mô tả cũng được. Còn nếu mà chúng ta để ở mô tả rồi thì trên đây cũng có thể xóa đi. Mình để luôn cả hai ha, không sao cả. Rồi các bạn có thể thêm ảnh thu nhỏ nhân dân, danh sách phát. Sau đó thì các bạn kích vào nút tiếp theo. Chúng ta có thể thêm một hình cuối hoặc không cũng được. Các bạn có thể công khai luôn cái này. chúng ta đã xuất bản được cái video bây giờ thì mình sẽ load lại cái trang quản lý nè các bạn sẽ đưa con chuột ngay chỗ cái dấu chấm hỏi nè các bạn thấy cái dòng chữ phía dưới đó, nó ghi là các video ngắn không có dữ liệu so sánh với hiệu suất trước đó thì nó ghi như thế này là các bạn hiểu đây là video ngắn rồi ha mà video ngắn tức là youtube short đó ha À, OK. À, tiếp theo thì mình sẽ nói thêm một cái phần nữa là YouTube shop này á, thì có kiếm tiền được hay không? Mình sẽ qua cái thẻ kiếm tiền. Thì các bạn thấy là chúng ta vẫn có thể bật kiếm tiền bình thường. Bây giờ mình sẽ qua cái thẻ phân tích số liệu nè. Các bạn sẽ qua cái phần doanh thu. Thì lúc này các bạn thấy á, cái video này hiện tại mình đang kiếm được 0,20 đô. Ha và cái lượt hiển thị 1000 lượt xem á, thì chúng ta được 0,76 đô la chỗ này Thế thì rõ ràng là chúng ta có thể kiếm được tiền Trên nền tảng youtube shop nha à, Trước đây khi mà nó mới ra thử nghiệm á Thì không kiếm được tiền Tuy nhiên hiện nay mình thử thì mình thấy nó đã có doanh thu rồi à, Cho nên cũng rất là hay Và cái video này thì nó đang được rất là ưu tiên à, Do youtube đang muốn cạnh tranh với tiktok Cho nên đây là cái cơ hội để các bạn có thể làm những cái video à, phát triển trên cái nền tảng YouTube kéo được cái lượt xem lớn cũng như là có cái lượt sắp cao thì à, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này các bạn nhớ đăng ký Kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới Cảm ơn các bạn rất nhiều